Xin chào tất cả mọi người, em là Mai ạ. Và ngày hôm nay em làm cái video này để chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể điều trị được căn bệnh nứt gót chân. Và nứt gót chân chúng ta được biết rằng đó là cái biểu hiện ở dưới cái vùng gót chân của chúng ta sẽ có những lớp da khô, sần sùi và nó dày ở cái xung quanh gót chân của chúng ta. Đó, nguyên nhân đối với cái căn bệnh này đó là thứ nhất do chúng ta đứng trong nhiều giờ ạ. Thứ hai có thể là do chúng ta đi chân trần hoặc là chúng ta đi những cái đôi dép mà nó bị hở gót ạ. Thứ ba đó là do chúng ta tắm nước nóng quá lâu ạ. Thứ tư đó là dùng xà phòng quá mạnh và dẫn đến tình trạng đó là cái lớp dầu ở trên da của chúng ta nó bị mất đi và sẽ làm cho da của chúng ta khô hơn ạ. Thứ năm đó là chúng ta mang giày mà nó không vừa hoặc là nó quá chật hoặc là nó đi những cái đôi giày mà nó không được bảo vệ cái gót của chúng ta. Thứ năm đó là do cái khí hậu của chúng ta, do cái khí hậu thời tiết của chúng ta, ví dụ như nó lạnh hoặc là nó cái nhiệt độ ẩm, cái độ ẩm của nó quá thấp thì nó cũng dẫn đến tình trạng là da của chúng ta bị khô và bong chóc. Và triệu chứng của cái bệnh này đó là thứ nhất, chúng ta sẽ thấy da của chúng ta sẽ khô và sần sùi ạ. Thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy biểu hiện là ngứa ngáy khó chịu ạ. Thứ ba đó là biểu hiện đau nếu như mà chúng ta để nó lâu ạ, hoặc là có thể có những vết nứt nó sẽ bị nứt ra và chảy máu đó, hoặc là cái tình trạng mà chúng ta bị viêm, viêm da khi mà nó nứt và nó chảy máu ra thì nó rất dễ dẫn đến tình trạng bị nhiễm trùng, bị viêm da và có những cái vết loét ở trên da nữa ạ. Và ngay sau khi mà chúng ta đã biết được rằng triệu chứng và biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta hãy tiếp tục đó là tìm cái cách để chúng ta điều trị ạ. Đối với bệnh này thì điều trị nó vô cùng đơn giản đấy ạ. Bước đầu tiên, thứ nhất mọi người hãy chuẩn bị cho em một thau nước ấm. Nước này là nước ấm nóng già cho em ạ. Và cho thêm một chút muối vào. Sau đó thì mọi người hãy chúng cả cái chân đó hoặc là cái gót chân của chúng ta đang có cái lớp da sần sù và chúng ta muốn lau đi, muốn làm sạch cái vùng đó. Và chúng ta sẽ kỳ làm sao cho nó thật sạch cái vùng gót chân đó đi, thật sạch các vùng lớp da và nó đang sần sù xấu xí đó đi. Đó, sau đó thì bước thứ hai, các bạn hãy bôi cái kem mun râu vào cho em. Và bôi ở đây thì chúng ta sẽ bôi và chúng ta massage trong vòng 2 đến 3 phút giúp em nhé. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ bôi cho em, các bạn hãy dùng đôi tất của chúng ta và các bạn đi vào để làm sao để các bạn bảo vệ được cái gót chân của chúng ta là thứ nhất. Thứ hai là giúp cho kem nó thẩm thấu được vào sâu ở trong da của chúng ta. Và khi mà chúng ta điều trị căn bệnh này thì chúng ta có thể lưu ý những điều sau ạ. Thứ nhất đó là các bạn sẽ không đi giày cao gót, các bạn hạn chế đi giày cao gót thôi ạ. Thứ hai đó là các bạn hạn chế cái việc là chúng ta đứng quá lâu, hoặc là thứ ba đó là do chúng ta hãy luôn luôn dùng kem dưỡng hàng ngày cho em để làm sao để tăng được cái độ ẩm cho da. Đó, tăng được cái độ ẩm cho da để cho da của chúng ta mịn màng hơn. Và mọi người hãy nhớ là cùng đi tất ở trên cái da, và thông thường thì nó chỉ rơi vào khoảng 5 ngày đến 7 ngày là chúng ta bắt đầu cảm thấy có cái độ mềm mịn hơn một chút đó. Và trong vòng là những người mà bị nhẹ thì khoảng là 7 ngày là nó đã có hiệu quả rồi, còn đối với người nặng thì có thể là 10 ngày hoặc là nửa tháng thì bắt đầu là sẽ hiệu quả và sẽ cảm thấy da của mình mềm mịn đi rất nhiều nhé. Và ngay sau khi các bạn nghe xong cái video này thì hãy làm bài tập và gửi lại cho leader của mình, hoặc là mọi người hãy ghi lại và sau đó thì để lại những cái thông tin để mai này chúng ta có thể tư vấn khách hàng được một cách tốt nhất nhé. Tạm biệt mọi người.